Cu đơ là đặc sản của tỉnh nào? Dễ. A. Hà Tĩnh, B. Tây Ninh, C. Lâm Đồng. Hết. Ủa tại sao? A là ở là Hà Tĩnh ạ. 20 điểm. Cố gắng lên nào, phim cơm, cố gắng lên mùa xuân ơi. Nhìn mà thấy tức hai cái đội thiệt á, thật sự luôn. Xin mời chọn chủ đề đi ạ. Ẩm thực. Khi đưa vào sử dụng tháng 3 năm 2009, tuyến cáp treo Bà Nà đạt bao nhiêu kỷ lục Guinness thế giới? A 2, B 3, C 4. Hết. Trời ơi, ghê vậy ta. Vờ vẹt. Dạ, em chọn đáp án A. A là 2 kỷ lục trừ 10 điểm. 4 lần, 4 kỷ lục Guinness mới là đáp án chính xác. Thiệt quá. Đội Vơ Vét bị trừ 10 điểm. Tôi thấy mà tôi tức giùm. Đó. Tiếp tục với câu hỏi chủ đề du lịch ẩm thực. Bánh trứng kiến nổi tiếng ở vùng nào của nước ta? A. Tây Nguyên, B. Tây Nam Bộ và C. Vùng núi phía Bắc. Hết. Hay quá mẹ ơi. Vơ Vét. Cái gì phùng mang trận mái của dân hư chuông nhà anh. Đáp án là C. Vùng núi phía Bắc. Dạ đúng rồi. Hoặc là Tây Nam Bộ. Hoặc là Tây Nguyên. Hoặc là Tây Nguyên. Chơi ai chơi lại. Dạ đội trưởng chốt là C. Vùng núi Tây Bắc. 20 điểm thuộc về các bạn.